Mai chúng ta sẽ học sang cái phần là railing, chi tiết lan can thì nó có rail structure này, baluster này, top rail này và hand rail này. Thì phần là project blur đó có regulation này, mình sẽ chọn các cái phần filter hay là phần view list. Chúng ta sẽ check cái view list này sắp xếp thứ tự ra sao nha, để theo các bộ môn hay là như thế nào. Chúng ta sẽ check ở đây theo các bộ môn hay là theo sheet list, theo danh mục bản vẽ nên ưu tiên để dễ quản lý hơn. Thì đây, về phần lan can đấy thì mọi người buổi trước học thang đúng không, railing đây thì mọi người sẽ thấy đây đầu tiên là cái sketch pad. Chúng ta sẽ vẽ cái railing này như thế nào. Railing này chúng ta có thể vẽ bằng, đây nó có ba những cái loại railing chính, pile này, rectangle này, railing kính này. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ ở đây, ví dụ như là vẽ đường thẳng. Này, nhưng nếu ta tích vào trên này thì nó sẽ vẽ làm sao liên tục đúng không? Còn nếu ta vẽ ra đây, chúng ta có thể nhập vào bán kính này, ví dụ 1.000 ta vẽ ra đây. Đấy. Này 1.000 này, này đây này, ở đâu đây là vẽ liên tục này. Trên đây coi này. Finish. Thì mọi người nhìn 3D đi. Mọi người sẽ thấy đây nó có cái lan can này, đúng không? Có lan can ở đây thì nó có nhiều loại lan can, pile này, rectangle này, này và gì? Glass, đúng không? Thì các loại lan can này thì chúng ta đều có thể vẽ được, ví dụ lên trên tường chẳng hạn. Ví dụ tôi vào tầng 1 đây, tôi có thể vẽ một cái tường như này. Bây giờ tôi vẽ lan can lên trên này được không? Trao link nha. Đây. Rích tàng. Bạn để vẽ một trao link cho đây. Finish. Bạn nhìn 3D đi. Bạn thấy trao link này nó làm sao? Nó nằm trong cái phần tường này đúng không? Nhưng mà bây giờ tôi muốn chỉnh cái tường này. Chọn đây. Các bạn thể edit toy này. Edit toy. Các bạn thể vẽ ở đây. Giống như này. Này. Đây như này. Đấy như này không? Tường như này đúng không? Thì các bạn để chọn vào cái pile này, các bạn nhìn thấy chữ pick hot không? Pick hot này, là pick vào cái này, ta sẽ thấy này, lan can trên này. Nhìn chưa? Lan can vẽ trên tường ấy. Nó chỉ việc pick hot vào thôi. Này. Này. Mọi người nhìn thấy cái lan can này không? Nó pick hot vào thôi, nó chọn đối tượng. Thấy không? Đấy, restart thì nó về ban đầu thôi. Restart à, đây cái này nó đã pick hot rồi thì nó không, mình chỉ có xóa đi vẽ lại được thôi nha. Còn đâu mình hiệu chỉnh cái gì thì mình sẽ hiệu chỉnh sau. Thì đây là đối với tường. Còn ví dụ như các bạn mất một cái lan can ở cái gì, ở cái thang này hả? Bạn thấy ví dụ như cái lan can này, tôi bị mất cái lan can ở đây chẳng hạn. Đây đúng không? Đây đúng không? Bạn thấy lan can đây đúng không? Thì các bạn sẽ dùng pick hot, chọn này, nhìn chữ place on stair drama, chọn đây. Các bạn chọn loại file này, các bạn pick vào thang này thì nó sẽ lấy lại chúng ta. Mọi người hiểu không nhỉ? Bị mất cái hot này. Đó, còn bây giờ tôi sẽ nói các chủng loại của các lan can như sau. Vào đây. Group. Đây. Thì tôi sẽ vẽ cái lan can ra đây. Chọn này, railing nha. Đầu tiên là tôi sẽ dạng rectangle này. Finish. Vào đây. Bạn thấy rectangle này không? Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái rectangle này. Và bây giờ chúng ta sẽ, tôi vẽ ngắn này. Tôi sẽ nói cho các bạn các cái vấn đề như sau. Đầu tiên là thanh rail structure. Rail structure là thanh gì? Là thanh ngang. Ngang qua cấu kiện này. Chọn vào edit file này. Duplicate. Mình chọn đây. Mình chọn đây là R, ví dụ như RL1 chẳng hạn. Ok. Thấy chưa? Thì các bạn nhìn thấy chữ đây, rail structure. Chọn đây này. Thì chúng ta có thể chọn là 1 2 3 4. 1 2 3 4 thanh này. Rail structure thì ở đây các bạn sẽ chọn này. Ví dụ như các bạn chọn được các cái phần con tiện này.
đúng không? Lan can này, cái phần chi tiết này. Ví dụ như chọn đây chiều cao của nó, ví dụ như là 200, 400, bao nhiêu? 600, bao nhiêu? 800. Ok. Ok. Các bạn sẽ thấy đây là toàn bộ thanh rail structure đúng không? Bây giờ tôi muốn thay thế được cái thanh rail structure này, hoặc tôi muốn offset ra ngoài hay vào trong thì chọn đây. Các bạn có thể offset ra ngoài hay vào trong thì đây, offset đây. Ví dụ như thanh này 100 này. Ampli. Đây, 100. Này. Ok. Ok. Các bạn thấy nó bị lệch ra ngoài đấy không? Còn trừ thì nó vào trong. Còn bây giờ tôi muốn thay đổi tiết diện này. Thay đổi tiết diện thì ra chọn là file này. New này. Family này. Và ta chọn đây là Magic Profile này. Ok. Thì giờ tôi vẽ tiết diện của nó đúng không? Tiết diện nó, ví dụ tôi vào grid này. Line này. Đây tôi vẽ một cái tiết diện. Nhỏ ra chẳng hạn. 10 đây chẳng hạn. Canchonet lại. Tôi ghi lưu đây là Rail Structure. Family này. Lưu đây là Rail Structure. Rail Structure 1. Xếp lại. Load into project. Vào dự án. Nhìn 3D. Thì chọn đây. Edit Time. Thì các bạn sẽ chọn vào phần này. Và các bạn chọn đây. Ví dụ thanh cuối cùng đây là thanh Rail Structure 1 này. Ok. Ok. Bạn thấy đây không? Đây này. Nếu mà chúng ta cho nó vào giữa, thì ta cho cái này bằng bằng gì? Bằng không. Đúng chưa? Ví dụ thanh bên trên này là một thanh khác thì chúng ta sẽ chọn này. Một là các bạn chọn vào chỗ cũ này, các bạn thay đổi cái này đi. Tôi cho thành hình ellipse chẳng hạn. Đây hả? Đây hả? Can chân. Ui. Tôi lại can chân đen mất rồi. Anh em phải làm sao? Save as. Nha. Nó là rail structure gì? 2. Vào đây. Load into project vào rail structure 2. Mọi người chọn đây. Edit time. Vào đây. Thì đây sẽ là rail structure 2. Đây. Nha. Ok. Ok. Bạn thấy hình ellipse đây không? Đây này. Đúng không? Chọn đây. Edit time. Thì tiếp tục đây chúng ta có thể tạo được nhiều loại rail structure đúng không? Tôi chọn đây là 1. Và đây là gì? Đây là 2. Và đây bằng 0 này. Thấy đấy không? Và vật liệu của mỗi cái này thì làm sao? Chúng ta đều có thể đặt được. Tôi chọn chế độ vật liệu này. Freelantic. Và thấy đấy không? Thì tôi chọn đây. Edit Toy. Các bạn chọn vào. Chọn vào đây. Thì các bạn sẽ chọn vào phần Material đây. Material. Thì chọn vào cái bảng này. Thì các bạn chọn ví dụ như là ở đây là vật liệu gì. Ví dụ như là vật liệu. Chọn này. Cooper đi chẳng. Ok. 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 Này. Các bạn thấy màu đây không? Vật liệu nó đây này. Cũng như vật liệu có cái thanh ellipse kia chẳng hạn. Này. Nó là một vật liệu khác chẳng hạn. Tôi chọn này nhôm này. Này. Mỗi cái một vật liệu màu xanh này nhỉ. Các bạn này đi làm màu mè thoải mái chôm này. Này các bạn thấy không? Đây màu xanh này. Thấy không? Thì tất cả những cái rail structure này chúng ta có thể làm được, hoặc là chúng ta sẽ design nó bằng một cách như sau. Ví dụ đây 200, cái này 300. Đúng không? Còn cái này 700, cái này là 600. Ok, ok. Bạn thấy không? Hoặc các bạn muốn thanh to này lên trên chẳng hạn thì các bạn để điều chỉnh được. Đây, chọn này, edit thôi. Edit. Thì ví dụ như đây tôi cho bốn cái thanh này lên trên chẳng hạn. Và xuống dưới chẳng hạn. Thanh này lên trên thì thằng này tôi đặt đây là bao nhiêu? 600. Là thằng này là bao nhiêu? 700. Nó có thể trùng nhau được mà. Đây. Bạn thấy không? Đó. Chúng ta sẽ, đấy là thanh rail structure. Thì cái rail structure này nó có thể offset sang ngang, sang trái, sang phải. Đúng không? Hoặc nó có thể cùng nhau. Ví dụ như này. Tôi chọn này, edit thôi. Tôi copy ra. Thấy không? Này. Thì chọn đây, ví dụ edit thôi đây. Copy ra. Thằng này edit thôi này. Thằng này nó sẽ là duplicate, nó sẽ là RL2 ạ. Ok. Ok.
Mọi người nhìn 3D đi. Này. Mọi người chọn tôi đây. Thì mọi người edit này. Edit này thì mọi người sẽ thấy ở đây có một cái vấn đề như sau. Là chúng ta có thể là thay thế cái đấy nó thành một các cái thanh khác nhau. Ví dụ như ở đây tôi chọn ở đây nó ví dụ là 0. Ở đây là 0. Còn cái này chúng ta không có, chúng ta có thể delete đi được. Delete đi được. Nhưng mà cái vấn đề offset đằng này ra ví dụ như là 500. Bên này là trừ 500. Thì nó sẽ là 1000 đấy. Này. Mọi người thấy hai thanh bên này không? Đúng không? Còn cái bay luster này. Bay luster thì ví dụ bay luster này các bạn chọn đây là none. Là không có bay luster. Ok. 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 Còn thấy không bay luster đúng không? Thanh top rail này, chúng ta không có thanh top rail, bỏ top rail đi. Ok. Thấy không? Các bạn nhìn thấy hai thanh này đây không? Đúng không? Thì hai cái thanh này mình có thể làm thanh đường ray hay là cái gì thì tùy. Đúng nhá. Hoặc là thanh bay luster sau này làm đường tàu hay là cái gì chúng ta có thể làm được hết rồi đây. Rendering ứng dụng sẽ rất nhiều thứ.